Xin chào các bạn, cảm ơn bạn đã dừng lại ở video này. Hôm nay mình sẽ làm món ăn vặt rất là hấp dẫn, đó là món cút lộn xào me. Với cách làm trứng cút lộn xào me đơn giản, dễ làm, đặc biệt trứng sẽ không bị vỡ. Phần xốp me sánh đặc, thơm cay nhẹ, màu sắc thì bắt mắt. Cuối tuần các bạn nhỏ ở nhà sẽ rất thích món này, mình sẽ cùng vào bếp nha. Nguyên liệu và hình ảnh cụ thể mình có để ở cuối video và ở dưới phần mô tả. Đầu tiên thì mình sẽ đi ngâm me trước, để tí nữa me nở thì mình sẽ lọc lấy nước. Bạn nhớ là chọn me có màu vàng và mới thì ăn sẽ ngon hơn nha. Mình sẽ đổ vào khoảng là 150ml nước sôi. Mình dầm sơ ra rồi để khoảng từ 15 đến 20 phút. Gừng thì mình sẽ thái sợi. Về phần ớt thì mình sẽ xay nhuyễn ra. Tỏi thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn nha. Rồi mình sẽ đi luộc trứng. Mình cho trứng vào từ lúc mà nước nguội luôn nha. Bạn nên lựa trứng mới, mua ở chỗ uy tín thì trứng ăn mới ngon và khi nấu sẽ không bị nát. Trứng mình mua về thì rửa sạch rồi luộc với nhiều nước. Trứng cút thì mình luộc khoảng từ 7 đến 8 phút tính từ khi nước sôi. Rồi mình sẽ vớt ra cho nó nguội bớt. Trong lúc đợi trứng nguội thì mình sẽ đi làm xốp me. Me mình ngâm khoảng 15 phút thì nó cũng đã nở ra rồi. Mình lọc qua rây nha. Giờ thì mình sẽ pha nước sốt me. Thì mình sẽ sử dụng là 6 muỗng canh nước cốt me, 2 muỗng canh tương gà, 2 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 6 muỗng canh đường. Bạn cho tương ớt và tương gà vào thì nước sốt của mình sẽ rất là sánh đặc. Trong tương ớt và tương gà cũng đã có vị mặn sẵn rồi, nên tỷ lệ như vậy cũng rất là phù hợp. Bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Tiếp theo thì mình sẽ bóc vỏ trứng. Bạn bóc nhẹ nhàng xíu để trứng còn được nguyên vẹn nha bạn. Giờ thì mình nấu nước sốt lên nữa là xong rồi nè. Mình cho vào một ít dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi băm vào phi cho thơm, không cần vàng nha bạn. Rồi mình sẽ cho ớt vào. Nếu nhà bạn nào có trẻ nhỏ không ăn cay được thì mình sẽ thay thế bằng ớt sừng để nó thơm và lên màu đẹp nha. Cho gừng cắt sợi vào luôn, mình sẽ đảo qua đảo lại cho nó thơm lên. Rồi mình sẽ cho phần sốt vào để nấu sôi lên tầm khoảng 2 đến 3 phút để nó sánh lại. Mình đổ hết cái phần trứng vào, đảo nhẹ lên cho trứng thấm nước sốt. Để sôi lại thêm một lần nữa, giảm nhỏ lửa lại, rồi mình nấu thêm trong vòng khoảng 3 đến 4 phút nữa. Như vậy là xong rồi. Mình sẽ trình bày ra dĩa nha. Rắc thêm đậu phộng rang nữa, ăn kèm với rau răm và bánh đa. Lúc còn nóng thì còn gì bằng nữa ạ. Nước sốt thì sánh đặc đậm đà, ăn kèm với bánh đa giòn rụm, béo của đậu phộng, chua cay nhẹ của me và ớt. Trứng béo ngậy, thơm ngon, không có chút mùi tanh nào luôn. Không chỉ là món ăn yêu thích của bạn nhỏ nhà mình, mà người lớn thì cũng rất là ưa chuộng món ăn quen thuộc này. Nếu thích cách mình chia sẻ thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần vào bếp cùng Thanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.